lộ diện người tình của Hoa Khôi Nam Em. Người được nhắc đến đó chính là MC Vũ Mạnh Cường. Anh và Hoa Khôi Nam Em đã gặp nhau lần đầu tiên trong đêm đăng quang của Nam Em tại Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long. Sau khi đoạt giải cao nhất cuộc thi Hoa Khôi Đồng Bằng, Nam Em tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như ca hát, người mẫu, MC. Đặc biệt, Hoa Khôi Nam Em cũng là một trong những thí sinh nổi bật cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2021 sắp tới. Người tình của Nam Em được nhắc đến ở đây chính là Vũ Mạnh Cường. Anh là người dẫn chương trình của các chương truyền hình lớn, nhỏ cuộc thi nhan sắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Vũ Mạnh Cường đã gặp Nam Em trong lần đầu tiên đêm chung kết Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long. Sau đó, Nam Em muốn học hỏi kỹ năng dẫn chương trình từ anh, người bạn MC Vũ Mạnh Cường, nên cả hai đã giữ mối quan hệ thân thiết để hỗ trợ cho nhau tới bây giờ. Vũ Mạnh Cường cho biết, anh sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cầm trịch nhiều chương trình quan trọng cho Nam Em và xem Nam Em như người em trong nghề. Trong tất cả các chương trình mà người đẹp tham gia, Vũ Mạnh Cường luôn chu đáo, kỹ lưỡng để giúp đỡ Nam Em. Anh còn cùng Nam Em trao đổi, tìm cách phối hợp thật nhịp nhàng. Anh chia sẻ, mình ngưỡng mộ nghị lực vượt khó của Nam Em và ngày thêm xây đắm vóc hoàn thiện của cô gái trẻ miền Tây nhiều khát vọng. Cùng ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt đẹp của cặp đôi Nam Em Vũ Mạnh Cường, người tình trên sân khấu của Nam Em nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Quê. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chương mục Tin Giải Trí.